Đức thánh cha đã rời Roma lúc 9 giờ 25 và đến phía trường thủ đô Tbilisi của Georgia lúc 15 giờ chiều theo giờ địa phương, cùng đi với ngài có đoàn tùy tùng 30 người và 70 ký giả quốc tế. Từ trên máy bay bước xuống, Đức thánh cha được tổng thống Georgi Max Velasvili cùng với phu nhân chào đón, cùng với Đức thượng phụ Ilia Đệ nhị và một số quan sức và chức sắc, đặc biệt là hai vị giám mục công giáo một thuộc nghi lễ Latin và một thuộc nghi lễ Akmeni. Có hai em bé trong y phục cổ truyền của dọc gia dâng tặng Đức Thánh Cha một rổ nho. Đây là sản phẩm nổi bật của nước này. Sau nghi thức chào cờ, duyệt qua hàng quân danh dự và giới thiệu các thành phần hai phái đoàn, Đức Thánh Cha đã vào phòng khánh tiết hội kiến với Tổng thống trước khi về phủ Tổng thống vào lúc 3 giờ rưỡi để chào thăm chính thức. Sau khi gặp gỡ Tổng thống và gia đình ông, Đức Thánh Cha đã tiến ra khuôn viên danh dự Tổng thống để gặp gỡ 400 người gồm các quan chức chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn cũng như đại diện các tầng lớp xã hội dân sự và văn hóa. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cổ võ sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc tại Cộng hòa Giọc Gia, đồng thời tôn trọng công pháp quốc tế về chủ quyền của mỗi người. le differenze poi